bụng thì đói, chân thì mỏi. Thôi mình vào nghỉ ngoan này, tạm ngủ đỡ đêm nay, chờ sáng mai sẽ đi hái trái đỡ lòng. Kìa, có hai người con gái đi tới, ta phải tạm lấy mặt vào tâm mới được. Mai Thơ, tôi kiệt sức rồi Mai Thơ. Tiểu Thơ nên gắng gượng, để tôi dìu Tiểu Thơ vào nghỉ ngoan tạm nghỉ. Tiểu Thơ, đêm xuống rồi tạm nhờ nghỉ ngoan. Sáng mai hai toàn lên đào. Tiểu Thơ chớ đi ai hằng. Trời đất sau này chứng minh cho tất lòng. Giờ ta dừng chân. Sợ mình không đáng cho Tiểu Thơ làm bạn câu trần. Chứ nếu Tiểu Thơ chẳng phân cao hạ thì tiết lễ này nguyện trọn đời nó báo nghĩa đền em. Tốt lắm, mẹ để chị lén về cho đại vinh em nghe. Sắm dài mớn lễ vật đến đây cho hai người lại tơ hồng giao bôi hiệp cận.
nhận được nhiều lắm nè em. Phù Lan ơi, lấy sanh mạng của những con vật hiền lành vô tối làm sự sống, đâu có phải là sinh kế lâu dài. Hiền thế, em nghĩ coi, vợ chồng mình thì nghèo, không có nghề nuôi thân, anh có tạm thời bấm nhãn chứ. Phù Lan có nghe giặc đóng liêu giấy loạn? Có, nhưng... Tài kiếm cung của Phù Lan thì dừng có đúng chỗ, chốn xa trường mới là nơi lập chi của kẻ mài râu. Anh biết vậy, hiền thế ơi, cảnh nhà mình hụt trước thiếu sau. Anh ra đi bỏ hiền thế ở lại, làm sao yên lòng cho được. Thiếp nguyện nói gương đỡ thị, cho Phù Lan nối chí ba ly hè. Xin chàng tạm gác tình cảm, để lo trả nợ tan bần là trước. Phụ quân chàng ơi, yên cương chớ buông lời thân trai xa thường quân đàn ông. Quằn vai nặng gánh tình nhà nở nước, anh biết phải làm sao cho vẹn vẻ đôi đường. Dĩ phúc, nếu anh ra đi trả nợ tan bồng, bỏ hiền thế ở lại nhà nơi quằn tân nắng lửa mưa dầu biết trong cây vào ai. Ở nhà lao cháo ngày hai thầm bút bên nhau đoạn tháng qua ngày, hầu sức đắng chia cay trong những chuỗi ngày dài đôi khổ. Tiếp để cái an tâm đi cò vô giúp nước lập chữ công văn, ở nhà có chị và anh tiếp để đừng với ngài. Cảm ơn tẩu tẩu, nhưng mà Phù Lan ơi, hãy nghe tiếp, lập thân hành đạo dương danh hậu thế, đó là nghĩa nghi vụ của kẻ mài đau thương bể sông. Bằng vì nước vì dân mà gửi thân ngoài tấn ma, thì thiếp cũng nguyện thời chồng cho đến tháng mà thôi. Hành trang tiểu thơ đã sắp sẵn đây rồi, thiết đệ mau cất bước ra đi cho kịp kỳ giúp nước. Thưa dân, việc nhà em kể nhờ tấu to, xin giả việc hiền khi em lên đường.
Hơi đâu mà bắt chước nàng giọng phu cho quá bá uổng luôn. Người là ai? Tại sao dám tới đây buông lời vô lễ? Tôi là người cùng chiếc Nhân Quý Bảo Giá Kinh Đông đây. Ông là bạn của chồng tôi. Chồng tôi bình an hả ông? Sau khi lập được nhiều công trận, chiếc Nhân Quý bỗng dưng mất tích nè. Chồng tôi mất tích? Phải, mà không chừng bây giờ chắc đã chết rồi. Chết rồi. Rồi. Chết rồi. Rồi. Kẻ hiện tại 12 năm lẻ thiết gian gian đêm ngày. Giờ đây mộng nước đã giả theo cuốn mây, theo cuốn mây. Cảm ơn Hoàng Thiên đã không phụ kẻ thành lòng, xui cho phu tướng bình an trở lại. Tiếp vui mừng mà lễ trải dầm gian. Có phải đây là sự thật trùng quá, hay như bao lần khác gặp chàng trong giấc mộng? Tiếc Lan ơi, quá thật chàng còn sống và đã mang lại cho em nguồn hạnh phúc với chàng hoàng. Mừng vợ chồng hiền để trùng quan vinh hiển. Kìa, ân huynh, ân tẩu. Vợ chồng huynh thì nghèo, không biết lấy gì mừng để cái hiển vinh. Huynh chỉ còn có hai hũ nước lạnh này, không biết hiền để có vui lòng thu nhận không? Ân huynh, nhớ ngày trước để bị bắt ruột xua đuổi, không nơi nương tựa nên định quyến sinh. Nhờ con huynh cứu đem về, cầm đồ bản đạt cái nuôi đệ. Ẩn sâu vườn biển, nghĩa rộng như trời. Thế nên hai hũ nước lạnh của ân huynh quý báu hơn cả bồ đào ngữ cửu. Dân, đây, để xin uống đây. Tướng công, những người thủ bạc tướng công buổi khốn cùng, không riêng bác Thiết Hùng mà có cả phụ thân của Thiết. Nay hết cơn hoạn khổ tới lúc hiển vinh, tướng công cũng nên xóa bỏ dìm xưa để thân quyến được vui về đoàn tụ. Ân tình của hiền thế sâu như biển nặng tài nó. Hiền thế muốn gì quý này cũng chiều theo tất cả. Tốt lắm, biết đấy à. Hôm nay mừng vui phúc.